Xin kính chào anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái căn biệt thự nằm gần nhà thờ Bình Chánh luôn. Căn này có diện tích là ngang 5 mét rưỡi, dài 23 mét, một trệt, một lửng, một lầu, một áp mái, đã có sổ hồng riêng các chị, một cái căn nhà rất là đẹp luôn, hướng chính tây các anh chị. Căn nhà của chúng ta rất gần nhà thờ cũng như là chợ Bình Chánh. Đầy đủ các nội thất cao cấp. Đây là cổng của căn nhà này. Cổng của chúng ta làm bằng sắt và được sơn tĩnh điện rất kỹ lưỡng, một màu đen và một màu trắng kết hợp với nhau rất là đẹp. Ở trước cổng có một cái mái cổng khá là đẹp mà lợp bằng mái ngói các chị, hai bên nhìn như những cái cung điện vua ngày xưa có cái mái như vậy. Sân khá là rộng các chị, chiều ngang của căn nhà này là 5 mét rưỡi và chiều dài là 23 mét. Cách chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh chỉ khoảng 2 phút đi bộ. Ở đằng trước thì bên em ốp gạch hoa rất là đẹp luôn các chị. Ốp từ dưới lên trên luôn. Sân này rộng 3 mét các chị và chiều dài là 3 mét, chiều ngang là 5 mét rưỡi rồi. Căn nhà này được xây dựng rất là kiên cố và cho một ông anh bên xây dựng xây để ở. Tuy nhiên thì bây giờ cần chuyển chỗ ở đi chỗ khác. Anh nhượng lại căn nhà vừa mới xây xong và chưa ở ngày nào luôn các chị, đầy đủ các nội thất luôn. Đường trước nhà của chúng ta là một cái hẻm thông 7 mét, xe hơi các anh chị thấy không? Đậu trước nhà luôn. Xe hơi lùi vô nhà vô tư luôn các chị nha. Căn nhà này thì có diện tích là ngang 5 mét rưỡi, dài 23 mét. Gồm một trệt, một lửng, một lầu, một áp mái. Một cái căn nhà được làm rất là kỹ lưỡng các chị. Ở đằng trước được ốp gạch bông hết luôn các chị và trông như là một cái biệt thự kiểu Pháp. Cửa đằng trước nhà là cửa bằng nhôm sinh pha và kính cường lực. Đây là không gian của phòng khách. Ở trên chúng ta có một cái tầng lửng có thể dùng để tiếp khách và uống trà. Phòng khách này khá là rộng, nó có chiều dài khoảng 4 mét và chiều ngang của căn nhà này 5 mét rưỡi. Ở ngay cầu thang thì có một cái bậc trắng khá là đẹp, làm bằng gỗ rất là tinh xảo. Đây là cái lửng các chị, nhìn là cái lửng của chúng ta. Đây là view từ trong nhìn ra ngoài sân cũng như là đường. Ở đây thì có sẵn tất cả các rèm cửa và nội thất ở đây được làm full luôn, đầy đủ luôn các chị. Cái tấm trắng chỗ cầu thang khá là đẹp luôn, tinh xảo luôn, kết hợp màu gỗ và màu trắng. Và đây là không gian của phòng bếp. Bếp của chúng ta thì được trang bị tủ trên và tủ dưới làm bằng gỗ, rất là đẹp luôn. Mặt bếp là bằng đá hoa cương. Căn nhà của chúng ta có chiều dài là 23 mét các chị, chiều ngang là 5 mét rưỡi hướng chính tây và nằm trên đường bờ nhà thờ, đầu đường Đinh Đức Thiện với Trịnh Duy Khuê các chị nha. Có nhà thờ Bình Chánh thì đi vô đây khoảng 2 phút. Đây là nhà vệ sinh ngay sau cái bếp này. Nhà vệ sinh này thì có cái vách ngăn giữa bồn vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, giúp cho cái nhà tắm luôn luôn được sạch sẽ, khô ráo. Căn nhà này có sổ hồng riêng và có hỗ trợ vay ngân hàng tới 70%. Các anh chị có thể trả góp luôn. Đây thì có một cái bồn rửa chén, xin lỗi, bồn rửa tay bằng đá luôn mấy chị. Đây là khu vực sân sau cũng như là cái giếng trời của căn nhà, có chiều rộng khoảng 1 mét. Sân sau này giúp cho cái căn nhà cũng như những cái phòng ở đằng sau nó sẽ rất là thoáng không khí. Chỗ này chúng ta có thể làm dùng làm sân phơi. Ở đây sử dụng những cái đèn LED và kết hợp với những cái đèn trang trí rất là đẹp luôn. Nền nhà được lát bằng gạch vân gỗ
vân đá. Chỗ này ngay chỗ cái sân phơi đằng sau, chúng ta có thể để một cái máy giặt ở đây, có sẵn ống cấp nước và ống xả. Đây là một cái căn nhà trong hai căn mà có hai người anh xây dựng, xây để ở, và hiện tại thì bán luôn hai căn này các anh chị nha. Giá thì trên 4 tỷ một chút, thương lượng trực tiếp. Đây là cái vách ngăn giữa cầu thang và phòng khách này, khá là đẹp, gỗ kết hợp với màu trắng rất là đẹp. Và đây cái cầu thang này làm bằng những viên đá hoa cương. Đây là một cái cột gỗ ngay cầu thang này, rất là chắc chắn luôn. Thành cầu thang là kính cường lực 10 ly, tay vịn là gỗ căm xe. Ở đây những cái viên đá hoa cương màu đen kết hợp với màu trắng này rất là đẹp luôn. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp chúng ta phân biệt khi chúng ta bước lên cầu thang không bị vấp. Ngay khi bước lên cầu thang, ở cái khoảng không này chúng ta có một cái bức tranh phong thủy rất là đẹp luôn, được lựa chọn rất là kỹ cho căn nhà này. Tất cả các cửa phòng ở đây đều làm bằng gỗ. Ở nhìn căn nhà khá là đẹp nha các anh chị. Một cái căn nhà các anh chị đến coi trực tiếp thì không chê vào đâu được. Đây, cửa là bằng gỗ hết luôn. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên của nhà này. Và nền gạch thì được lát bằng gạch bóng. Vân là vân đá các chị, nhìn như là những cái viên đá nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên, được trang bị đầy đủ thiết bị luôn, từ tủ quần áo, tủ trang điểm cho tới máy lạnh, giường, kệ tivi. Nói chung là đầy đủ cho một căn phòng này, các anh chị chỉ cần xách vali vô và ở thôi. Trên trần thì được làm bằng những cái đèn led trang trí màu kiểu rất là đẹp luôn. Đây là một cái tủ quần áo làm bằng ván ép chống thấm nước. Căn này có diện tích là ngang 5,5 m, dài 23 m, hướng chính tây, nằm trên đường bờ nhà thờ, cách nhà thờ chỉ khoảng 2 phút đi bộ. Tất cả các phòng ngủ ở đây thì đều có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Đặc biệt là những nhà vệ sinh đây thì mình sẽ có một cái vách ngăn giữa phòng tắm và cái bồn vệ sinh. Đó, đây là cái vách ngăn bằng kính. Khi chúng ta tắm thì nước nó không bị văng ra ngoài. Ở đây thì xài nước máy. Và ở đây có máy nước nóng lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời, được đặt ở phía trên các chị. Đây, cái bồn rửa tay rửa mặt này thì làm bằng đá hoa cương luôn, màu đen rất là đẹp. Những cái thiết bị vệ sinh ở đây là nguyên khối và được lựa chọn rất là kỹ. Đây là không gian của cái ban công ở đằng sau phòng ngủ. Cái ban công này có chiều rộng khoảng 2 m các anh chị, giúp cho cái căn phòng ngủ của chúng ta được lưu thông không khí thường xuyên. Đôi khi thì chúng ta cũng có thể ra đây để ngồi hóng mát, hóng gió. Nó rất là mát luôn, hít thở không khí tự nhiên. Nền gạch làm bằng những cái viên gạch vân đá rất là đẹp luôn. Cái trần nhà khá là đẹp luôn các chị nha. Trần nhà của những cái phòng ngủ này rất là đẹp luôn. Ở đây thì bên em có sẵn cái kệ tivi luôn này các chị. Các anh chị có thể mua những cái tivi này gắn lên. Tivi phẳng, màn hình phẳng hoặc là cong. Đó, gắn lên cái phòng ngủ này. Chúng ta vừa ngủ vừa giải trí trong này luôn. Một cái không gian phòng ngủ rất là rộng rãi. Có nhà vệ sinh bên trong phòng. Và ở đây thì là một cái chỗ, đây là băng, đây là cái tầng lửng của căn nhà. Cầu thang được làm rất là đẹp, tinh xảo luôn các chị.
Đây là tầng lửng, có sẵn cái kệ tivi luôn, chúng ta có thể dùng để làm tiếp khách ở đây. Ngay chỗ cái tầng lửng này mình nhìn lên cái phòng khách thì trên trần sẽ có một cái đèn pha lê. Khi mà về đêm bật lên rất là lung linh luôn. Căn nhà của chúng ta có diện tích ngang 5,5 m, dài tới 23 m, nằm ở đường bờ nhà thờ. Cách nhà thờ Bình Chánh khoảng 2 phút thôi và đi ra chợ khoảng 5 phút. Chợ Bình Chánh cái gì nha, rất gần Bách Hóa Xanh rồi Thế Giới Di Động. Ngân hàng này cũng rất là gần. Tiếp theo chúng ta cùng lên tầng 1 của căn nhà này. Cầu thang khá là rộng, cầu thang khoảng 1,5 m. Đi rất là thoải mái luôn. Ở trên tầng 1 này ngay chỗ cầu thang bước lên cũng có một cái bức tranh phong thủy giống như là ở trong rừng luôn. Suối chảy róc rách. Tất cả những cái cửa phòng ở đây đều làm bằng gỗ, loại gỗ cao cấp. Đây là phòng ngủ trên tầng 1, đầy đủ các thiết bị vệ sinh cũng như là có máy lạnh, đầy đủ các tủ quần áo, tủ trang điểm, giường gỗ, vân vân. Nhà vệ sinh thì có vách ngăn luôn đó chị nha. Nhà vệ sinh trong phòng ngủ và có vách ngăn giữa phòng tắm và nhà vệ sinh. Vòi tắm hoa sen thì có hai loại luôn. Gạch thì được lát từ dưới lên trên luôn, giúp cho cái căn phòng tắm luôn luôn được sạch sẽ. Đây là khu vực phía sau của phòng ngủ, nó cũng giống như là phòng ngủ ở dưới. Đây là cái khu vực ban công ở đằng sau, rộng khoảng 2 mét. Ra đây ngồi hóng mát khá là tuyệt vời. Chúng ta có thể ra đây ngồi hít thở không khí, uống trà, ngắm cảnh. Phơi đồ cũng rất là tiện nha. Có nhà có phòng mà chúng ta có thể ra phơi đồ ở đó cũng được. Nếu mà những cái gia đình lớn thì chúng ta có thể ở trong cái phòng này và có thể phơi đồ ra ngoài cũng được. Nhà vệ sinh thì có sẵn trong phòng rồi, nhà vệ sinh, nhà tắm thì trong phòng ngủ hết. Ở căn phòng ngủ thì được thiết kế như nhau luôn, tất cả các cái dụng cụ cũng như là nội thất ở đây thì đầy đủ hết, kệ tivi, bàn, tủ quần áo, kệ trang điểm. Ở chỗ này là để tivi này. Và những cái trống, chỗ trống thì ở đây được dán dán tranh lên hết rồi, dán giấy dán tường lên hết, cái dán tường này rất tường rất là sạch sẽ luôn. Đây là những cái cửa này làm bằng cái gỗ rất là chắc luôn nha. Tiếp theo tới cái phòng ngủ thứ hai của tầng 1 và là cái phòng ngủ thứ ba của căn nhà này. Như các anh chị thấy là cái nền được lát bằng gạch vân gỗ, gạch bóng vân gỗ rất là đẹp luôn. Ở đây thì có nhà cái vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Phòng ngủ này thì nhà vệ sinh không có vách ngăn. Đó, cũng khá là rộng, nhà vệ sinh khá là rộng đấy chị. Đây có một cái bàn để mình đựng những cái dụng cụ vệ sinh cũng như trang điểm. Có đầy đủ giường này, tủ này, máy lạnh này, rèm cửa, đủ các kiểu luôn. Kệ tivi này, đó, chỗ phòng nào cũng có một cái kệ tivi, có một chỗ để tivi rất là lớn luôn. Tất cả các phòng ngủ ở đây rất là lớn, rất là thoải mái luôn anh chị nha. Dành cho những anh chị nào thích không gian phòng ngủ rộng rãi, thoải mái thì đây là cái căn nhà rất là tuyệt vời dành cho những anh chị đó. Ở đằng trước thì chúng ta có cái ban công trước này. Giờ chúng ta đi ra đằng trước. Ban công này rộng khoảng hơn 1 m và có một cái lan can chắn ngang luôn. Dân cư xung quanh thì ở san sát nhau các chị. Khu vực này rất là gần nhà thờ Bình Chánh, cách khoảng 2 phút thôi. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái mái của cái cổng, mái ngói. Đường này là đường thông luôn các chị.
đi đường nào ra cũng được, đi đường nào vào cũng được. Căn nhà của chúng ta là ngang 5,5 m, 5,5 m, dài 23 m, trên 100 m2, và được thiết kế là một trệt một lửng, một lầu, một cái áp mái, gồm có 3 phòng ngủ. Thì 3 phòng ngủ này đều rất là lớn và nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ luôn, rất là tiện lợi nha. Đây có những cái bức tranh phong thủy khá là đẹp ở chỗ khoảng trống ngay cầu thang. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng áp mái của căn nhà này. Cái căn nhà này đúc thật hết các anh chị. Ở trên mái thì cũng không phải là tôn mà là đổ bê tông luôn. Đó. Đây là cái bức tranh mình nhìn từ cầu thang xuống này. Những cái viên đá hoa cương làm cho cái bậc thang này rất là sáng bóng, kết hợp với màu trắng rất là nổi bật cái cầu thang. Đây là cái tầng áp mái. Ở cái tầng áp mái này thì chúng ta có sân trước và sân sau, và đồng thời có một cái phòng để chúng ta có thể thờ cúng. Đó. Đây cái phòng này chúng ta có thể làm thờ cúng này. Gạch thì được là gạch nền thì giống nhau hết. Gạch nền này là bằng gạch bóng kính, và vân là vân đá rất là đẹp. Đây là cái sân sau. Sân này khá là rộng luôn. Cái sân này nó có thể chiều dài nó khoảng là 3-4 m. Đó. Chiều rộng là 5,5 m. Ở cái sân này thì chúng ta có thể trồng cây, trồng rau, trồng cảnh, và đồng thời chúng ta có thể tập thể dục hàng ngày, tập yoga, thiền. Đó, rất là yên tĩnh. View cao nhất luôn rồi, không có nhà nào cao bằng. Kế bên có một cái căn nhà y chang như vậy nha, và em sẽ review sau. Căn kế bên thì nội thất rất là nhiều luôn. Đó, ở trên thì chúng ta có bồn nước này, và có máy nước nóng năng lượng mặt trời đặt ở trên đó luôn. Ở trên thì chúng ta cũng đúc bê tông luôn, chứ không phải là mái tôn, cho nên nhà rất là mát, rất là chắc chắn. Đây là khoảng không gian ở giữa của tầng áp mái, và ở đây chúng ta có thể làm phòng thờ. Đó. Một cái phòng thờ khá là rộng rãi, chiều rộng này có khoảng tới 3 m các anh chị. Đó. 3 m cộng với 5,5 m là hơn 15 m rồi. Có cửa sổ và có cửa đi ra sân trước luôn. Đây là sân trước. Sân trước thì nó ngắn hơn sân sau một chút. Đó. Sân này thì chúng ta cũng có thể trồng cây kiểng, hoặc là ra đây ngồi cà phê ngắm cảnh đường phố. Ở đây có những cái đèn led trang bị sẵn luôn, bật đèn lên là sáng lung linh, có thể tổ chức tiệc tùng trên này thuận tiện. Xung quanh này nhà là dân cư rất là đông đúc rồi các anh chị. Và căn nhà của chúng ta cách nhà thờ khoảng 2 phút đi bộ, và cách chợ Bình Chánh khoảng 5 phút. Đó, rất là gần chợ, trường học Bình Chánh, cũng như là các cái ủy ban nhân dân, công an cũng gần đây. Các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để mình nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin cảm ơn. Nếu các anh chị thấy quan tâm về căn nhà này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại để mình đi coi nhà trước. Hoàn toàn miễn phí luôn mấy chị. Cứ coi nhà rồi mình sẽ thương lượng giá cả. Ngoài ra thì em có rất nhiều lô đất trong khu đô thị 5 sao. Các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ. Lô đất đều có sổ sẵn rồi các anh chị. Đây là khu vực khu đô thị 5 sao này, có cái đường, có cầu Bến Lức Long Thành, đường cao tốc. Đây là cổng của dự án khu đô thị 5 sao 1 nha. Ở đây có hai khu đô thị 5 sao. 5 sao 1 thì rất là đông dân cư, 5 sao 2 thì đang phát triển khá là nhanh. Đất ở đây thì cũng giá cũng đang lên rất là cao. Đất nền có diện tích 520, 620, 820, 1020. 915, tất cả những cái lô đất em giới thiệu đều có sổ sẵn. Các anh chị chỉ cần mua và sang tên trong ngày. Đó. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để giúp em, cũng như là để mình nhận được những thông tin thường xuyên nhất để theo dõi từ kênh này.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị sau. Hãy đăng ký kênh giúp em nha. Hãy share, like, comment giúp em. Em cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị sau.